hôm nay Trần Ninh sẽ đến với quý vị khán giả. Giờ nằm ở nhà cảm thấy buồn quá, không có chuyện gì để vui hết. Hôm nay Trần Ninh đến với quý vị khán giả qua mấy câu tân cổ. Người thành cổ này cho nên mới thuộc, nhưng mà lỡ mà hát mà không nhớ lời thì quý vị khán giả cũng thông cảm dùm và bỏ qua. Dịch bệnh này mong sao quý vị khán giả ủng hộ và đăng ký cho Trần Nên. Trần Nên xin thành thật cảm ơn. Và bài hát được mang tên Tề Thiên Đại Thánh. Hòa xưng Tề Thiên Đại Thánh, nay bị đè như năm ngọn ngũ hành sơn. Đường Tăng ơi mau cứu mạng lão tôn, gỡ vứt đạo bùa linh đang yểm chân. Đường Tăng ơi xin mở đức từ bi ra, cứu mạng bởi ngũ hành sơn đè nặng đá riêng mình. Lão Tôn đã biết ăn năn cải hối tội tình, sở dĩ lão Tôn nằm sủi râu dưới núi cũng tại cái tánh ngang tàn rắn mắt đã quen. Cả ngàn năm chổng cẳng nhăn răng, tai bản lĩnh liệt quanh mà bắt nằm chèo queo chịu trần cả đời. Thì còn chi thể diện mặt mày của Tề Thiên Đại Thánh. Đường Tăng ơi lão Tôn đây đâu phải loài khỉ tầm thường xóa lá, mà là cục đá thọ khí âm dương biến hóa nên hình. Lão Tôn đã từng làm hầu vương chế ngự triều đình, nhưng cái chí của lão Tôn là cái chí giá trời lấp biển, nên lão Tôn quyết làm thế nào cho quỷ sợ thần kinh. Nhưng ở đời mà Đường Tăng có đọc kinh sách nhiều, chắc Đường Tăng cũng dư hiểu là khi đất thế thì dương quái diệu gió, lúc hết thời thì núi nọ đè lên. Còn nói cái đến đài tài biến hóa của lão Tôn thì ôi thôi không nói nổi. Lão Tôn chỉ nhổ một sợi lông, thổi bùa một cái, tức thì khỉ nhỏ, khỉ to, khỉ đực, khỉ cái xuất hiện gần gần vậy. Bởi vì một bữa nọ sau khi nhậu nhẹt say sưa, lão Tôn cao hướng nhảy ùm xuống biển tắm chơi cho nó mát. Ai ngờ cả lâu đài Long Dương đều rung rinh muốn sập. Long Dương nhảy lên trụ nữ bị lão Tôn vợt một hồi, ổng cuốn gió chạy té.
đó rồi sẵn dịp muốn lấy le, lão tôn nhổ bước cái cột cầu của Long Vương làm cây thước bàn. Long Vương phục tài lão tôn quá mạng nên mới năn nỉ lão tôn kết bạn tâm đồng. Quơ thước bạn trổ tài biên qua, cần đâu dâng lên đại não thiên cung. Bởi lão tôn dung có phép thần thông, hô một tiếng thiên đình còn rung động. Lão tôn lén vào lò bát quái của ông lão quân thái thượng ăn cắp thuốc trường sinh thuốc trọng mấy mươi liều, rồi thoát qua vườn kế bên lão tôn kiếm sực thêm mấy chục quả đào. Nói không phải tặng chứ đi trên đường tăng cho tướng vị tiên dương phải điều chạy mặt, cho đến bắt đầu với Nam Tàu cũng rất bất sang mang. Khí này đâu phải khí quang thiên cung đại náo ngọc hoàng cũng kiên, không làm đại thánh tề thiên trở về hạ giới thần kiến một đời. Rồi sau khi lãnh thêm chức bậc mã ôn của Ngọc Hoàng Thượng Đế, lão tôn mới trở về qua Quả Sơn để mở tiệc ăn mừng. Tuổi khỉ nhỏ nó cắt nghĩa ra, lão tôn đây căm giận quá chừng. Nó nói ai đời một bậc tề thiên đại thánh mà lại bằng lòng với cái chức bậc mã ôn. Nó không phải tặng chứ với đại dương, chứ cái chức bậc mã ôn thì nó cũng kèm kèm với cái chức giữ ngựa vậy chứ gì. Lão tôn nổi gan mới xách cây thước bàn nao thiện cùng đến lỡ đất lòng trời. Nhưng sách có câu, chơi dao có ngài đứt tay, lão tôn quá ỷ thị nên có ngài bị kẹt. Số là Phật tổ Như Lai xè bàn tay ra rồi thách lão tôn nhảy ngang qua đó. Nếu lão tôn nhảy ngang qua được thì Ngọc Hoàng sẽ giao cho lão tôn ngự trị thiên cung. Lão tôn thấy chắc ăn nên nó ô đồ bỏ. Lão tôn cân đấu chân một cái là lên cút chính trần trời, chứ bàn tay nhỏ bé đó thì lão tôn nhảy qua cái một chứ gì. Lão tôn vừa đập đuôi tính cân đấu dân cho ổng ngán, thì năm ngọn núi ngũ hành sơn đã đè cứng lên mình. Đường tăng ơi, đường tăng là người niệm Phật ăn chay, xin làm phước cứu dùm cho lão tôn khỏi nạn. Lão tôn sẽ hộ tông cho thầy vượt núi băng rừng qua đông độ thỉnh kinh. Đây kênh của Trần Đơn thì nói chung cũng giờ cũng không biết nói với quý vị khán giả như thế nào nữa. Bây giờ Trần Đơn chỉ mong sao mà khán giả đăng ký dùng cho kênh của Trần Đơn thôi. Giờ dịch bệnh, giờ khổ quá, không đi đâu được, buồn quá.
giờ ca ca cũng không nổi, giờ ca cũng nhiều khi nó quên lên quên xuống. Rồi bây giờ để trở lại chương trình hôm nay thì Trần Nên xin gửi đến cô bác quý vị khán giả thêm một bài hát nữa, trích đoạn 12 câu Phượng Hoàng. Cái bài này cũng có hát rồi trên kinh của Trần Nên, nhưng mà bài này cũng lâu, bài này Trần Nên phát hồi năm rồi, nhưng mà tại giờ hết bài giờ mình hát lại bài cũ với trích đoạn 12 câu Phượng Hoàng, Phạm Lãi biệt Tây Thi. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Lòng đơn rượu đã cạn bầu, sao ta thấy cô đơn nơi ngô quốc. Em có mơ về một trời xa thăm, Tây Thi ơi rồi đây một mình ngồi bên sông cửa, rượu mềm môi không ấm nổi cô đơn. Thương cho mối tình trong tim vừa đêm chết, sao ta nghe bàng hoàng chua xót. Ngắm ngồi ta thức trắng, cả một bầu trời vừa sụp đổ dưới chân ta. Nàng về với ngô vàng son trong ca phượng cung hoàng, bỏ lại mình ta ôm mối hận lòng. Gối lẹ chăng đơn ta bàng hoàng xót thương cho số phận. Học chuyện TV2 bởi ta bất ba thay mặt thám tử giao chăm sóc mẹ nấm. Học chuyện TV2 gì vậy? Chị hát đi. Phạm Lãi vào đây
sao kiếm ở tận. Cô lê từng bước ngập ngừng, ta muốn tìm lãng quên trong men rượu say nồng. Thế xa nhau rồi à, la trốn đời biết chịu cành ly tan, còn gì tương hồi ở ngày mai. Nỗi đau đớn này chưa chắc rằng ai khổ hơn ai. Nếu biết ly tan, ta cùng nhau ôm hận xuống tiền đài, cho hai tâm hồn trong tôi hận. Và của tao cùng muôn thở dân tùng phùng dịp yêu. Dạ, chương trình của Trần Nên hôm nay đến đây là hết. Nếu quý vị khán giả có ủng hộ cho kênh Trần Nên thì quý vị khán giả ủng hộ và đăng ký kênh của Trần Nên. Và xin thành thật cảm ơn và hẹn gặp lại những chương trình lần sau.